Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Trong những video trước thì Sơn có phân biệt cho quý vị cách để chúng ta lựa chọn một máy đo huyết áp là cổ tay hay bắp tay, ưu và khuyết điểm của các loại này như thế nào để chúng ta có một cái sự lựa chọn phù hợp cho bản thân và gia đình ha. Còn nếu mà quý vị chưa có xem video đó thì quý vị có thể quan tâm thì chúng ta có thể xem lại ở trong kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Rồi, bây giờ hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn quý vị cách để lựa chọn máy đo huyết áp cổ tay. Rồi, thì trên thị trường nó có rất là nhiều dòng máy đo huyết áp cổ tay quý vị. Đơn giản quý vị cũng thấy nè, một hãng thôi, hãng của Omron thôi, đã có thấy là nhiều mẫu rồi. Vậy nó khác nhau và giống nhau như thế nào, và tại sao nó lại mắc và rẻ? Quý vị thắc mắc là nó rẻ hơn là nó dở hơn hay là nó không chính xác bằng đó, thì hôm nay Sơn sẽ giải đáp khúc mắc của quý vị đây. Quý vị thấy nè, ba dòng ha, máy đo huyết áp cổ tay, thì cái dòng này là cái dòng đơn giản nhất của Omron, nó sẽ rẻ tiền nhất trong ba cái loại model này. Thì quý vị thấy á, nó đơn giản chỉ có đo huyết áp thôi, và nó có nhớ 30 lần nhớ và không có ngày giờ. Nó nhớ lần 1, lần 2, lần 3 đến lần 30, và lần thứ 31 thì nó lần xa đó, nó tự động nó mất đi cái lần xa nhất. Và nó có thêm chức năng là kiểm tra tim đập không đều. Đó, thì cái tim đập không đều là gì? Đó, là giả sử nhịp tim chúng ta kiểm tra là 70 lần trên phút là quá tốt ha, nhưng mà nó lại báo tim đập không đều. Đó là nhịp tim chúng ta có lúc đập nhanh, chậm, bất thường. Đó, mà thường xuyên đo thấy cái này thì chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe mình và hỏi ý kiến của bác sĩ. Thì cái cách sử dụng nó, Sơn có video riêng của từng máy, nếu quý vị quan tâm quý vị có thể theo dõi thêm ha. Rồi, cái dòng thứ hai, dòng thứ hai thì nó khác cái dòng này như thế nào? Quý vị thấy nè, nó cũng vậy, cũng là đo huyết áp, đúng nhịp tim, có bộ nhớ đây, bộ nhớ, và nó có ngày giờ nhớ, quý vị thấy không? Giả sử mấy giờ, ngày bao nhiêu đo nó sẽ lưu lại. Nếu mà giả sử chúng ta muốn kiểm tra sức khỏe lại, hoặc là chúng ta muốn hỏi ý kiến bác sĩ trong tháng đó là huyết áp là như thế này nè, thì chúng ta cần chú ý những gì, thì bác sĩ có thể tư vấn thêm cho quý vị. Rồi, nó sẽ có thêm chức năng là cảm biến để tránh sai cái vị trí đo. Là sao? Giả sử quý vị nếu mà huyết áp cổ tay đó, rồi quý vị đeo cổ tay này, rồi quý vị để ngang tim, tức là cái tay mình xuống nè, rồi nó lên, nó sẽ ngang tim đó, thì cái dòng rẻ tiền nó lại không có chỗ này, thì quý vị phải chú ý đó. Nếu mà chúng ta lỡ để thấp như thế này hoặc là để cao thì cái dòng rẻ tiền nó sẽ dễ bị thay lệch mà chúng ta không biết ha đó, nên là nếu mà cái dòng đó thì quý vị phải chú ý cái chỗ này. Còn cái dòng cao cấp hơn tí xíu thì nó sẽ có cảm biến, nếu mà chúng ta để thấp thì nó sẽ có mũi tên, thì chúng ta phải để lên cao. Còn nếu mà lỡ để cao quá thì nó sẽ có mũi tên chỉ xuống, khi nào quý vị để đúng thì cái máy nó sẽ báo chính xác là chúng ta nên đo. Rồi, và một cái dòng cuối cùng là dòng mắc tiền nhất. Sơn có giải đáp thắc mắc cho quý vị là tại sao như vậy, nó độ chính xác như thế nào? Nếu mà cùng cái tư thế đo như nhau, cái cùng cái tư thế đo ha, chuẩn như nhau đó, đo đúng tư thế thì cái ba cái dòng này là cái độ chính xác như nhau, nó không có sai lệch bao nhiêu đâu quý vị. Nó mắc tiền hơn ở chỗ là nãy Sơn nói đó, là cái dòng này thì nó có thêm hỗ trợ là cảm biến dò ngày giờ nhớ. Vậy cái dòng này thì sao? Cái dòng này thì nó hơn được cái gì? Quý vị cũng thấy rồi, chức năng thì nó như nhau, máy đo huyết áp mà ngoài chức năng là đo huyết áp nè, đếm nhịp tim, tim đập không đều, thì cái dòng này nó đã có chức năng là cử động khi đo. Nếu mà chúng ta đo mà có cử động sai lệch thì nó sẽ báo cho chúng ta biết là nên đo lại, kết quả này có thể không chính xác đó, thì cái dòng rẻ tiền này nó lại cũng không có cái vị trí đó. Rồi, cái dòng mắc tiền này thì đương nhiên nó sẽ có đầy đủ chức năng của cái dòng loại trung này, nhưng mà quý vị thấy nè, nó sẽ mỏng hơn, quý vị thấy không, nó mỏng hơn, nó cái công nghệ nó sẽ làm cho giá thành nó sẽ cao hơn. Thì bây giờ Sơn sẽ lấy ra 3 mẫu cho quý vị xem để tham khảo nè.
cho nên chúng ta có thể hình dung. Thì sau này quý vị có thể mua những cái hãng khác cũng được, nhưng mà chúng ta nhớ là chú ý về cái hãng đó, cái độ tin tưởng của chúng ta như thế nào, và chúng ta mua giá thành cỡ nào là vừa. Vì có một số chức năng nếu mà cái điều kiện kinh tế không cho phép thì chúng ta có thể sử dụng những cái dòng đơn giản là được rồi, còn nếu mà chúng ta thoải mái về kinh tế thì chúng ta có thể mua dòng cao cấp hơn, nó sẽ hỗ trợ quý vị được nhiều hơn. Đây quý vị thấy nè, cái loại này thì màn hình nó hơi nhỏ ha, tại vì nó không có ngày giờ, không có bảo cảm biến, nó chỉ hiển thị là kết quả đâu cái app thôi. Rồi cái dòng thứ hai xin sẽ cho quý vị xem. Rồi quý vị thấy dòng thứ hai đây nó sẽ đẹp hơn này, thấy không? Nè kích cỡ nó thì như nhau nhưng mà màn hình nó sẽ rộng hơn, và đương nhiên là nó sẽ có thêm cái chức năng nè, cài đặt ngày giờ. Thì cái cách sử dụng của từng loại máy này thì quý vị có thể xem trong video tiếp theo, tại vì cái video này Sơn chỉ hướng dẫn cho quý vị dễ phân biệt. Rồi thêm một mẫu cho chúng ta có thể lựa chọn ở đây. Rồi quý vị thấy không, cái hộp nó cũng đã nhỏ gọn rồi. Rồi cái dòng này nó sẽ siêu mỏng luôn, đầy đủ chức năng của cái dòng loại trung này, tại nó thuộc dòng cao cấp rồi và nó lại siêu mỏng. Đây có thể gọi là dòng mỏng nhất trong các loại máy đo huyết áp cổ tay của ở Việt Nam chúng ta hiện giờ đó quý vị. Thì quý vị có thể thấy loại này nó rất là thích hợp để đi công tác gọn nhẹ, nó cực kỳ gọn luôn. Rồi tôi sẽ nhận thử cái cách để đo ha, cách để đeo nào vào nè. Đầu tiên là chúng ta đeo đúng cái vị trí cái màn hình quay vô mà chúng ta có thể đọc được. Rồi chúng ta để cách cái gù tay một chút và tư thế đo là như thế này. Thì trước khi đo chúng ta sẽ cài đặt ngày giờ. Rồi có gì thắc mắc thì quý vị có thể xem trong những video tiếp theo. Đó là cái tổng quan về máy huyết áp cổ tay. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu cảm thấy hữu ích, quý vị có thể bấm like hoặc share cho bạn bè và nhiều cùng xem. Nếu có thắc mắc, quý vị có thể tìm thấy những giải đáp thắc mắc của mình trong video tiếp theo. Và quý vị đăng ký kênh để có thể xem những video mới. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.